từ hai trạng quan sát sóng hấp dẫn LIGO ở Mỹ và Virgo ở Ý, các nhà khoa học phát hiện ra một loạt sóng hấp dẫn bay tới khu vực trái đất vào hôm 29 tháng 1 năm 2020. Trong quá trình quan sát sự kiện hợp nhất của hai hố đen, các nhà khoa học phát hiện ra điều đặc biệt của hố đen thành quả. Thiên thể này bắn vọt đi với tốc độ lên tới 698 km/giây, tức là khoảng 2,5 triệu km/giờ. Lý do khiến cho hố đen bay với tốc độ kinh hoàng như vậy là do nhận năng lượng bởi một cú sút có tốc lực tới 18 triệu km/giờ. Khi hai hố đen va chạm, sóng hấp dẫn sẽ hình thành, làm xáo động tấm nền không thời gian. Thứ sóng đặc biệt này mô tả chi tiết cách hai hố đen hợp nhất, đồng thời cho thấy một hiệu ứng đặc biệt sản sinh khi hai hố đen va vào nhau, đó là khi chúng bay quanh nhau, tấm nền không gian chao đảo như một con quay đang hết động năng. Theo lời nhà vật lý thiên văn Vijay Varma, công tác tại Viện Vật lý Hấp dẫn Max Planck, Đức, có thể so sánh sự kiện hai hố đen hợp nhất với một khẩu súng giật nảy khi vừa xả đạn, và những làn sóng hấp dẫn kia chính là viên đạn làm rung động không gian. Sóng hấp dẫn bay về một hướng, hố đen hình thành sau sự kiện hợp nhất sẽ bay về hướng ngược lại. Hố đen bay đi với tốc độ cao có thể giúp ta mở khóa nhiều điều mới mẻ. Hai đài quan sát LIGO và Virgo có khả năng phát hiện ra những sự kiện hợp nhất của những hố đen mang khối lượng sao là thiên thể hình thành khi một ngôi sao nổ siêu tân tinh và sập thành hố đen. Các nhà khoa học muốn xác định xem liệu hố đen trong một cụm có liên tục bất cập để tạo thành những hố đen khổng lồ. Nhưng có vẻ, khi hố đen thành phẩm bị bắn đi với tốc độ hàng triệu km/giờ, khả năng bắt cặp với hố đen cùng cụm thấp đi trông thấy. Phát hiện phần cơ thể đã mất của trái đất bay sau sao hỏa. Sau khi mặt trăng vỡ khỏi trái đất, vật thể này tiếp tục vỡ ra khỏi mặt trăng và đào tẩu, ẩn nấp phía sau sao hỏa suốt 4 tỷ năm. Vật thể là một tiểu hành tinh khổng lồ có chiều rộng đến 1 km, được đặt tên là 1998 VF31. Nó đã được phát hiện cách đây 23 năm. Tuy nhiên, đến bây giờ các phương tiện hiện đại mới cho phép xác định đó là một vật thể có kết cấu và thành phần hoàn toàn giống mặt trăng của trái đất. Nhóm nghiên cứu từ Đài Quan sát và Cung Thiên Văn ACMA tại Bắc Ireland và Mỹ đã sử dụng các phương tiện tối tân từ Đài Quan sát Southern European và kính viễn vọng Verilas tại Chile để nghiên cứu tiểu hành tinh đáng ngờ nói trên bằng cách đối chiếu quang phổ của vật thể với dữ liệu quang phổ của mặt trăng. Từ kết quả này, các tác giả tin rằng tiểu hành tinh đặc biệt này đã vỡ ra từ mặt trăng khoảng 4 tỷ năm trước. Nó trôi dạt trong không gian rồi mắc kẹt trong điểm Lagrange của sao hỏa. Điểm Lagrange là vị trí trong quỹ đạo của hành tinh, nơi lực hấp dẫn từ hành tinh đó với mặt trời tác động cân bằng tuyệt đối. Những vật thể bị rơi vào vị trí này sẽ nằm ở một vị trí tĩnh so với hành tinh, cùng hành tinh đó quay quanh mặt trời ở một tư thế không thay đổi. Đó là lý do tiểu hành tinh này luôn ẩn nấp phía sau sao hỏa. Để mảnh vỡ khổng lồ đó có thể tách ra và văng đến tận vị trí đó, mặt trăng của chúng ta đã phải chịu tác động từ một vật thể không gian khác có đường kính tận 125 km, lao vào với tốc độ 10 km/giây. Bước cuối cùng để xác định mối quan hệ của tiểu hành tinh này với mặt trăng là tìm trên mặt trăng một miệng hố va chạm tương ứng với bề rộng khoảng 974 km. Điều này có thể cần thêm thời gian bởi mặt tối của mặt trăng hiện vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Vệ tinh này bị khóa với trái đất, tức những gì chúng ta thấy bấy lâu vẫn chỉ là một nửa bề mặt mặt trăng. Có nhiều bằng chứng cho thấy hệ mặt trời non trẻ đầy những cú va chạm tương tự. Có thể nói, tiểu hành tinh vừa phát hiện cũng là một phần của trái đất. Theo giả thuyết và rất nhiều bằng chứng mà giới khoa học hành tinh tìm được trong thời gian qua, chính mặt trăng cũng là thiên thể vỡ ra từ trái đất, với sự pha trộn của một hành tinh có tên Terra có thể đã đâm vào trái đất 4,5 tỷ năm trước, hợp nhất với trái đất. Sau đó, những mảnh vỡ của cả hai hành tinh bay vào quỹ đạo trái đất, rồi tụ thành mặt trăng. Ánh sáng và bóng tối có khối lượng không? Ánh sáng là một điều kỳ diệu, nó giúp chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ. Nó là các bức xạ điện từ, có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường. Vào ban ngày, chúng ta có thể thấy ánh sáng bao trùm khắp mọi nơi, nó là một phần không thể thiếu của sự sống. Các nhà khoa học đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu ánh sáng, bản chất của nó, cùng với những ứng dụng vô cùng đặc biệt như năng lượng mặt trời hay sự quang hợp. Tuy nhiên, có một câu hỏi đơn giản trong vật lý, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết. Câu hỏi đó là, ánh sáng và bóng tối có khối lượng hay không, và nếu có thì chúng nặng bao nhiêu?
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần biết ánh sáng được tạo thành từ sự di chuyển của các photon và điều đặc biệt là các photon không có khối lượng. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng kết luận rằng ánh sáng không có khối lượng. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy bởi vì các photon không có khối lượng nhưng chúng lại có năng lượng. Và theo Einstein thì E bằng mc bình phương, tức năng lượng tương đương với khối lượng của vật thể nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Như vậy, làm thế nào các photon có thể có năng lượng trong khi khối lượng m của nó bằng 0? Trên thực tế, những gì Einstein muốn chứng minh là năng lượng và khối lượng có thể hoán đổi cho nhau. Ánh sáng có thể không có khối lượng bất biến, tức trọng lượng mô tả sức nặng của một đối tượng. Tuy nhiên, theo lý thuyết của Einstein, chúng ta có thể kết luận rằng năng lượng và khối lượng cùng tồn tại với nhau. Và thực tế cho thấy, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ánh sáng chịu tác động của lực hấp dẫn. Đó là khi ánh sáng bị bẻ cong khi nó đến gần mặt trời, cũng như ánh sáng bị nuốt chửng bởi hố đen vũ trụ, mà chỉ có các vật có trọng lượng mới chịu tác động của lực hấp dẫn, theo công thức vạn vật hấp dẫn của Newton. Trong trường hợp này, các nhà khoa học gọi nó là khối lượng tương đối, tức là khối lượng khi một đối tượng di chuyển. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng bản chất ánh sáng không có khối lượng, nó chỉ có khối lượng tương đối khi di chuyển, được hiểu tương đương với năng lượng. Một điều cần lưu ý là ánh sáng là sự di chuyển của các photon, chính vì thế ánh sáng luôn luôn di chuyển và cũng có nghĩa là nó luôn luôn có khối lượng tương đối. Vậy ánh sáng không di chuyển sẽ không có khối lượng và trong khi đó, ánh sáng với các photon không di chuyển sẽ không tạo ra các bức xạ nhìn thấy được và đồng nghĩa với bóng tối. Như vậy chúng ta có thể rút ra kết luận rằng bóng tối không có khối lượng, nó cũng không có khối lượng tương đối, bóng tối không có gì hết. Có thể tưởng tượng rằng nếu một chiếc hộp có thể chứa ánh sáng và một chiếc hộp chứa bóng tối thì chiếc hộp chứa ánh sáng sẽ nặng hơn. Vậy khối lượng của ánh sáng là bao nhiêu? Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra con số chính xác. Tuy nhiên, ánh sáng di chuyển có năng lượng, có khối lượng tương đối cũng có nghĩa là nó tác động lực lên vật thể mà nó chiếu vào. Các nhà khoa học đã đo được lực tương tác này của ánh sáng. Và kết quả là với khoảng 6,5 cm² thì lực tác động này là 1/500.000 kg. Nếu tính trên một diện tích rộng lớn hơn, chúng ta sẽ có một con số thú vị hơn. Ví dụ như vào một ngày nắng đẹp tại thành phố Chicago thì toàn bộ thành phố phải chịu một lực nén khoảng 140 kg từ ánh sáng mặt trời